Xin chào toàn thể mọi người. Đây là chiếc xe công nông tại Cara Đông Xuân chuẩn bị lắp ráp này. Xe đây có trị giá là 130 triệu nha. Mời anh em cùng tham khảo nha. Xe đây lốp cao, lốp nông nghiệp đặc biệt, mầm cao nha. Rất là dày. Xe thắng hơi bớt 15 tấn, 18 tấn hoặc xe hộp số chiến thắng 6 cấp 5 tiếng một người. Xe làm khúc sắt dù. Xe đây sắp hoàn thiện. Nhìn nét hàn rất là sạch sẽ. Ghế ô tô ngồi rất là êm. Xe đây chuẩn bị lắp máy 33. Chẳng được. Xe đây dài 3 mét, rộng 1m2. Xe để thắng hơi cầu 5 tấn, bên 2 tỷ, nhịp rất là dề, là một nhịp thôi, xe đây. Anh em mà thích thì hãy comment phía dưới hoặc liên hệ số nhé. Chuyên đóng tất cả loại xe tại Cara Đông Xuân. Xe cho bà con nông dân. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Để hoàn thiện xong rồi mình sẽ quay tiếp.